Chào em. Dạ chào anh. Hôm nay mình đến thực hiện mình đến tái khám 1 tháng thì em thấy là tình trạng sức khỏe và vùng bụng của mình nó đã ổn định hẳn chưa? Dạ rồi thì em thấy là cái vòng bụng của em thì em rất là thích. Hiện tại thì bụng em thì nó cũng hơi còn ngứa chút xíu thôi bác. Rồi, mình tìm hiểu dịch vụ giảm béo giảm mỡ bằng liposuction này đã lâu chưa em ha? Dạ em cũng tìm hiểu được vài tháng thì em cũng quyết định qua đây để em làm. Là mình tìm hiểu qua kênh quảng cáo mà. Dạ trên fanpage của bên trang. Của bệnh viện hả? Dạ đúng rồi ạ. Là mình thấy cái dịch vụ này có ưu điểm gì mà quyết định lựa chọn? Em thấy là em thấy có nhiều người thì giảm rất là nhiều xem cái vòng bụng của mình thì em cảm thấy là em tìm hiểu cũng đã lâu nên bây giờ mới quyết định để làm cái phần này ạ. Và em thấy là mỡ của mình nó tích tụ được khoảng bao lâu rồi và nguyên nhân do đâu em biết không? Dạ cũng do ăn uống với lại một phần là em làm việc cũng ngồi nhiều nên nó tích tụ cái phần mỡ phần bụng mình nhiều. Và mình đã lập gia đình mình sinh em bé chưa? Dạ rồi ạ. Sau khi mà mình sinh em bé thì cái cân nặng của mình nó có bị lên và tăng ký nhiều Dạ có. thì vào lúc đó là cái lượng mỡ của mình nó tích tụ là từ lúc đó luôn hả em? Dạ trước đó thì cũng có rồi nhưng mà sau phần sinh em bé thì nó cũng có nhiều hơn một chút xíu nữa. Có chịu một chút xíu nữa thì bây giờ là mọi người chúng ta có thể thấy là hình ảnh của khách hàng này trước khi thực hiện lipo. Thì mọi người chúng ta coi cái phần bụng dưới của khách này là 97 ha, bụng giữa là 92 và phần bụng trên là 87. Cái phần bụng dưới thông thường là khách hàng của chúng ta sẽ có tình trạng mỡ nhiều nhất và cái số centi nó sẽ to nhất các bạn nha. Và từ góc độ nghiêng thì các bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng luôn cái phần bụng của khách hàng của chúng ta cải thiện như thế nào sau khi thực hiện dịch vụ này. Em làm đến đây là 1 tháng rồi thì em chia sẻ là cái quá trình mình đến tư vấn rồi mình thăm khám mình thực hiện dịch vụ nó có gặp nhiều khó khăn và em có cảm thấy là bị lo lắng gì không? À, dạ không anh. À, cái lúc đầu thì em đến tư vấn thì mấy bạn ở đây tiếp đón rất là nồng nhiệt rồi mình đến tư vấn thì cũng được cũng phân vân một chút xíu nhưng mà lúc sau nghe được tư vấn thì em cũng đã cảm thấy là yên tâm. À, em cũng đã quyết định làm ở đây. Thì hôm đó mình làm luôn trong ngày hay là mình đến mình tư vấn trước? Dạ làm luôn trong ngày ạ. Làm luôn trong ngày. Thì khi mà mình lựa chọn dịch vụ giảm béo giảm mỡ này, trước khi mình lựa chọn dịch vụ này thì em có đã sử dụng những cái phương pháp như là massage hay là tim gì không em ha? À dạ có rồi nhưng mà em cũng không có cải thiện được bao nhiêu. Có rồi đúng không em? Và cái mỡ của mình đó thì anh thấy là một cái dạng mỡ cũng khá là cứng đó, nhìn nhìn qua hình mà các bạn đó, sau khi làm xong mà các bạn rất là đẹp luôn, hoàn toàn là không còn tí mỡ nào ở trên vùng hai của khách nữa. Cái phần eo rất là thon và rất là đẹp ha, có một cái đường cong rất là sexy luôn. Chị em nào mà chúng ta muốn mình có thể dễ dàng lựa chọn mặc trang phục này và tự tin hơn vóc dáng của mình thì chúng ta có thể là lựa chọn mình cái phương pháp giảm béo giảm mỡ bằng công nghệ cao này. Và lưu ý là mọi người chúng ta sẽ hoàn toàn là hạn chế xâm lấn tối thiểu ha, về luôn trong ngày và chăm sóc ăn uống cũng rất là dễ dàng cho các bạn. Em ơi, em chia sẻ một chút xíu về cái quá trình mình chăm sóc sau khi thực hiện lipo này á, thì nó có khó khăn mà chăm sóc nhiều không em? À, dạ không anh, tại vì ngay lúc đầu làm ra thì bên bộ phận chăm sóc của bệnh viện đã chăm sóc hết cho em luôn rồi. Nên về nhà mấy bạn hướng dẫn rất là kỹ để mấy bạn cho em để em thực hiện cái chăm sóc phần của mình. Với lại vết thương nó cũng nhỏ, cũng không có cái vết thương gì đâu anh. Tại vì chăm sóc phía sau là đa phần là mình mang gen đồ này kia nó sẽ nhiều hơn là phần chăm sóc không có phần gì nhiều. Và theo như các bạn đã biết rồi, cái công nghệ hút mỡ này thì mọi người chúng ta sẽ hoàn toàn là hạn chế xâm lấn tối thiểu và chúng ta sẽ trực tiếp đào thải mỡ mình ra bên ngoài và mọi người chúng ta sẽ về luôn trong ngày. Thì đúng như những gì mà anh chia sẻ không, em thực hiện dịch vụ rồi thì em thấy như thế nào? Dạ đúng rồi, em làm xong thì em cũng sẽ nghỉ ngơi, khi đó các bác sĩ thăm khám lại em cũng thăm khám chứ nếu như ổn định thì bác cho em về luôn trong ngày luôn, tại vì sức khỏe em cũng không có gì là ấy, Về em cũng nhà thấy thì ổn. những ngày đầu tiên thì sinh hoạt đồ ăn uống như thế nào em? Dạ cũng bình thường ạ, sinh hoạt nó tại mình đi đứng nó hơi mình mới làm ra lúc ban đầu á thì nó hơi còn tại mình mang gen lịch á nên còn hơi khó di chuyển một chút xíu thôi, nhưng mà trong thời gian đó thì em cũng đang hoạt động đồ này kia nó cũng sẽ bình thường trở lại. Bình thường đúng không? Có rất là nhiều khách hàng lo lắng vấn đề về vấn đề là mình làm lipo xong về nhà thì đai ép nó rất là khó chịu, thì đi đứng cũng không có được dễ dàng. Dạ Thì theo em như thì em thấy như thế nào? dạ em theo em thì theo bản thân em thì em thấy cũng bình thường, tại vì phần sau thì mấy bạn cũng đã hướng dẫn và chăm sóc em cũng kỹ càng lắm á. Rồi khoảng thời gian bao lâu thì em bắt đầu đi làm và sinh hoạt bình thường luôn? 2 đến 3 ngày sau thì em có thể đi làm lại bình thường luôn rồi. Những chia sẻ của mình thì hy vọng là qua cái post livestream này với chia sẻ của khách hàng đến tái khám 1 tháng thì mọi người chúng ta có thể là cảm nhận được cái hiệu quả và cái quá trình thực hiện dịch vụ lipo này như thế nào.